could be us. So back to what I was saying. Could be us. Người anh trai khiến Triệu Lệ Dĩnh sợ nhất cuộc đời, bên cô suốt thời thanh xuân, bị bạn gái 5 năm đá. Chu Nhất Vi có lẽ là người đàn ông may mắn khi được Triệu Lệ Dĩnh trân quý và coi như anh trai. Triệu Lệ Dĩnh có thể nói là một trong những nữ nghệ sĩ được báo chí hết lời ca ngợi vì nhan sắc, tài năng diễn xuất và thậm chí rất cứng rắn. Cô từng giúp không ít nam thần sự nghiệp phát triển rực rỡ vì có số vườn bản diễn. Nhưng từng có người đàn ông khiến cho Triệu Lệ Dĩnh sợ cả đời, đó chính là Chu Nhất Vi, anh trai màn ảnh một thời của nàng Tiểu Cốt. Chu Nhất Vi sinh năm 1982, được khán giả yêu thích ngay từ khi mới vào nghề. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, tính cách thân thiện, dễ gần. Khán giả dành nhiều lời ca ngợi cho người đàn ông này. Năm 18 tuổi, Chu Nhất Vi đã được khán giả bầu chọn là mẫu người đàn ông được yêu thích nhất. Tham gia diễn xuất từ rất sớm, Chu Nhất Vi bỏ túi khá nhiều dự án truyền hình nổi bật như Thương Khung Chi Mão, Bôn Nguyệt, Trường An 12 Canh Giờ, Tú Xuân Đao, Thường Xương Phú. Có thể nói, nam tài tử đóng khá nhiều phim nhưng mãi vẫn chẳng thể bật lên thành sao hàng A. Nhiều người từng thấy tiếc cho Chu Nhất Vi vì có ngoại hình, có diễn xuất nhưng dậm chân tại chỗ. Điều bất ngờ là cuộc đời của Chu Nhất Vi lại có liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí anh được coi là người có tầm ảnh hưởng lớn tới nàng Tiểu Cốt. Khán giả tò mò lý do vì sao mà sao nam này lại có liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí còn được gọi là anh trai của nàng Tiểu Cốt. Được biết năm xưa Triệu Lệ Dĩnh từng đóng chung với Chu Nhất Vi trong Thương Khung Chi Mão 2009 và Thời gian tươi đẹp của anh và em 2018. Đặc biệt, trong dự án Thời gian đẹp nhất của anh và em, cô còn trở thành em gái của nam tài tử. Chính vì thế Triệu Lệ Dĩnh có chút nể sợ anh. Nhưng từng có thông tin nàng Tiểu Hoa không ít lần bị Chu Nhất Vi la mắng, phê bình ngay trước mặt mọi người trên trường quay vì diễn không tốt. Tuy nhiên, sau những lần la mắng đó, anh vẫn rất nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn đàn em Triệu Lệ Dĩnh, giúp cô tiến bộ hơn hẳn. Bởi vậy, đối với người anh trai màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh vừa nể sợ, vừa kính trọng. Có thể nói, Chu Nhất Vi chính là người chỉ đường cho những bước đi đầu tiên của cô. Triệu Lệ Dĩnh từng tuyên bố, chính nhờ người anh này mà cô trở thành người tốt hơn. Được biết, thời điểm bộ phim Thời gian tươi đẹp của anh và em lên sóng, có không ít khán giả bày tỏ quan điểm không mấy tốt đẹp dành cho vai diễn của Chu Nhất Vi. Trước những bình luận này, Triệu Lệ Dĩnh đã lập tức lên tiếng bênh vực, cổ vũ đàn anh. Cô thẳng thắn: "Anh trai, em vẫn sẽ luôn ở đây chờ đợi và ủng hộ anh." Điều này thể hiện tình cảm tốt đẹp của Triệu Lệ Dĩnh dành cho anh trai. Cô không thực sự quên ơn chỉ bảo của Chu Nhất Vi dành cho mình những ngày đầu tiên mới vào nghề. Dù từng là người hướng dẫn Triệu Lệ Dĩnh những bước đầu nhưng Chu Nhất Vi lại kém may mắn hơn đàn em. Anh trải qua những năm tháng tụt dốc của sự nghiệp, thậm chí ngoại hình cũng đi xuống. Nhiều người thấy tiếc cho Chu Nhất Vi vì không thể nắm giữ được thứ gì trong tay khi đã ở ngưỡng trung niên. Trong loạt ảnh mới nhất, Chu Nhất Vi bị chê mất phòng đồ, trông già và xề xòa. So với nhiều nam thần cùng lứa, anh thực sự tụt dốc hơn hẳn. Thậm chí Chu Nhất Vi còn bị các bạn đồng lứa như Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca bỏ xa. Tháng 2 vừa rồi, Chu Nhất Vi tham gia Anh Hùng Xạ Điêu, hóa thân thành vai Hoàng Dược Sư, một tay kiếm đầy uy lực nhưng quái tính trong tiểu thuyết Kim Dung. Nhưng khi hình ảnh trên phim trường của anh được công bố, khán giả nhìn thấy hình tượng Hoàng Dược Sư của Chu Nhất Vi quá đơn điệu, nhạt nhòa. Hơn thế, nhiều người thấy sốc khi Chu Nhất Vi đóng cặp với đàn em kém 9 tuổi là Trần Đô Linh. Cụ thể, Trần Đô Linh vào vai vợ của Hoàng Dược Sư, Phùng Hành. Nhưng khi đứng cạnh nhau và có cảnh thân mật, cả hai bị nhận xét là giống cha con hơn là chồng con. Nhiều người đánh giá không cao dự án mới lần này của anh trai Triệu Lệ Dĩnh. Nói về đời tư, Chu Nhất Vi từng có khoảng thời gian hẹn hò với mỹ nữ Đồng Lôi. Cả hai hợp tác trong Dương Quang Tử Hoa Nhất Dạng Trán Phương. Sau bộ phim họ nảy sinh tình cảm và hẹn hò, thậm chí Đồng Lôi dọn đến sống chung với nam tài tử, họ ở bên nhau suốt 5 năm và vô cùng mặn nồng. Tuy nhiên, sau đó Đồng Lôi lại trở mặt. Cô bỏ rơi Chu Nhất Vi để cặp kè với một đại gia tên Châu Húc Huy. Châu Húc Huy là một doanh nhân khét tiếng với khối tài sản được Soho nhận định đạt ngưỡng 5 tỷ nhân dân tệ, gần 18.000 tỷ đồng. Vị đại gia này đã gặp gỡ và đem lòng yêu mến nàng ngọc nữ nên tìm cách đập chậu, cướp hoa. Được biết Đồng Lôi và Châu Húc Huy thường xuyên gọi điện trò chuyện, đại gia hỏi Châu đã vợ con đòe huề nhưng chẳng ngại tán tỉnh người đẹp. Ông thậm chí còn bỏ rơi vợ con để đến với Đồng Lôi. Đáp lại tình cảm của người đàn ông này, Đồng Lôi cũng lén lút qua lại với ông sau lưng bạn trai. Vụ việc Đồng Lôi ngoại tình với đại gia giàu có bị phanh phui và trở thành đề tài cực hot. Chu Nhất Vi thực sự sốc khi biết tin vì anh không ngờ bạn gái yêu 5 năm phản bội. Cuối cùng, cả hai chính thức chia tay sau nửa thập kỷ. Sau đó, Đồng Lôi và Châu Húc Huy nhanh chóng kết hôn. Về phần Chu Nhất Vi, anh từng có thời gian đau khổ vì tình. Đến năm 2013, nam diễn viên hẹn hò với Chu Đan, nhất tỷ của đài truyền hình Chiết Giang và hiện đang làm MC của đài Hồ Nam. Cả hai kết hôn năm 2017, hôn nhân khá hạnh phúc.